Chào các bạn nhé, nay thì mình đang có mặt tại căn biệt thự 2 tầng mái Thái này. Đây là căn biệt thự 2 tầng mái Thái của bác Hảo tại xã Liên Am, huyện Vĩ Bảo, thành phố Hải Phòng. Thì hiện tại công trình này là công trình mà bên mình đã triển khai thi công được khoảng độ 3 ngày, gần 4 ngày rồi. Ngày hôm nay là 4 ngày thì hôm nay thì anh em đã hoàn thiện xong về cơ bản là phần khung kèo. Thì dự kiến là sáng mai anh em sẽ tập kết cái phần ngói để chuẩn bị lập ngói cho căn biệt thự như này. Thì căn này thì cũng nó giáp đường luôn, giáp đường quốc lộ, mình quên mất đường này là quốc lộ gì rồi. Thì mời các bạn theo dõi video về cái kết cấu khung kèo mà mình đã lắp dựng triển khai cho căn biệt thự này nhé. Thấy căn biệt thự này là căn biệt thự 2 tầng mái Thái. Ở đây mái Thái thì có một cái sự điều chỉnh một chút, tức là cái nóc nhà này là nhà hai nóc hình chữ L. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây là một nóc này, đây là một nóc vuông góc này. Thì tuy nhiên là có cái tiết tấu để mà thay đổi về mặt kiến trúc ngoại quan một chút là thiết kế nó sẽ kéo dài cái mái phụ, cái mái cánh mái bê tông, mái vát đua xuống phía dưới tầng 1, rồi nó chạy vát ngang xung quanh. Phía sảnh này vẫn bố trí một mái phụ này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì ở đây về mặt kết cấu á, thì là tổng thể thì gia chủ có xây một cái vỉ ruồi thứ nhất này, vỉ ruồi thứ hai này, và trên vỉ ruồi này có đổ bê tông máy vát nhé. Đó, ngoài cái vấn đề máy vát thì chạy từ trên nóc thì nó sẽ có một cái biến tấu là sẽ kéo dài xuống phía dưới. Ở phía trên trong lòng thì gia chủ có đổ sàn, thì cái phần đổ sàn này bên mình sẽ lắp dựng cái kết cấu khung kèo. Còn đối với chân phần bê tông thì bên mình sẽ lắp hệ dùi mè của phong nito trên mái bê tông lập ngói. Hiện tại thì mình đang đứng trước mặt của mặt tiền của công trình này. Thì ở đây thì các bạn biết rồi, đây là gia chủ đổ xây vỉ ruồi nhá, và đổ máy tông, máy chéo, máy vát, máy viền chạy xung quanh. Thì ở đây cái khó đối với anh em thợ thi công máy ngói là gì? Là sẽ phải thi công khung kèo, khung xương làm sao cho hệ cái máy ngói nó phải chuẩn và đẹp. Thì ở đây một cái điểm lưu ý đối với nhà máy Thái là gì? Là mình phải bố trí làm sao khi mà lập cái viên ngói bò, bò rìa này, đây là ngói gọi là ngói rìa nhé, ngói rìa úp vào cái đường viền này này, thì phải làm sao cho cái phần chân bên ngói rìa đó, thì cái phần vữa lộ ra với vữa chát, cái phào chỉ nó lộ ra bên ngoài, nó phải đều, nó đều giữa từ nóc trên lên xuống chân đó. Thì ví dụ như trường hợp một số bác là anh em làm là cũng sẽ xảy ra cái tình trạng là phía trên thì cái phần phào vữa, cái phần vữa lộ ra bên ngoài nó mỏng thôi, nhưng phần dưới này thì phần phào vữa lộ ra bên ngoài bên chân ngói rìa thì nó lại dày quá. Cái đấy là chưa được đẹp, nó chưa được hợp lý. Thì đẹp nhất là gì? Nó có sự đồng đều giữa từ trên với dưới và giữa cánh bên phải và cánh bên trái thì sẽ đẹp hơn, và đồng bộ giữa cả cái phần mái trên và cả mái dưới nữa các bạn nhé. Đó, đây hiện tại thì mình đang có mặt tại tầng áp mái. Tầng áp mái thì gia chủ có thiết kế hệ thống đổ trần bê tông, trần bê tông dày khoảng độ 12 phân. Thì ở đây để nên cái tầng áp mái để sau này thì bác có thể bảo dưỡng cái hệ thống mái cũng như hệ thống nước sử dụng này, thì bác có bố trí một cái lỗ thăm, và sau này là sẽ có một cái cầu thang, một là thang rời, hai là bác sẽ gắn cố định một cái thang neo ở trên tường. Thì đây là cái đường thăm mái duy nhất cho căn nhà này. Thông thường thì đây là cái mẫu thiết kế chung mà rất nhiều các nhà, các mẫu nhà bây giờ đang áp dụng đó. Thì cái nhà này có một ưu điểm là có cái tầng cái sàn áp mái như này. Đây là cái vỉ ruồi thứ nhất này, phía mặt trái này, và đây là vỉ ruồi thứ hai này các bạn nhìn này, đấy là phía mặt tiền này.
Thì đối với phần không gian như này, ở đây các bạn nhìn thấy đây, nhà này có hai lóc nhé. Lóc thứ nhất này, lóc thứ hai này. Lóc này lóc không phải lóc chữ L nha, xin lỗi các bạn, đây là lóc chữ T. Đấy thì anh em bên mình triển khai hệ kết cấu khung kèo hai lớp, kèo mè, lợp ngói. Đây, kèo thứ nhất này, kèo thứ hai này, kèo thứ ba này, kèo thứ tư này, kèo thứ năm này. Còn đối với bên kia, đối với phần cánh mái bên kia thì kèo thứ nhất này, thứ hai, thứ ba. Đó. Các cái hệ kèo này sẽ tạo ra một lớp gọi là lớp kèo. Khoảng cách kèo trung bình, khoảng cách các kèo trung bình là trung bình 1m1 một kèo nhá. Đấy. Khoảng cách giữa cái kèo này và kèo này là trung bình 1m1 một kèo. Cấu tạo của cái kèo là cái thanh TC7577. Thép mạ hợp kim nhôm kẽm này. Ở đây là thép mạ hợp kim nhôm kẽm màu nhũ trắng nha các bạn nhé. Màu nhũ trắng. Thép này là thép có cái thành phần hợp kim nhôm, cho nên là mạ hợp kim nhôm bên ngoài, cho nên là cái độ kháng dỉ, chống dỉ nó rất là tốt. Cái thanh thép này là thép TC75, tức là chiều cao của nó là 75mm. Chiều cao này này. Từ từ đây sang đây là 75mm này. Đó. Còn chiều dày của thép là 0.77mm. Đấy, mình lấy led thêm các bạn xem. Đó. Mạ hợp kim nhôm kẽm màu nhũ trắng. Đó. Tất cả các liên kết của kèo thì liên kết bằng vít hết. Các bạn nhìn thấy đây. Mỗi một cái điểm liên kết sẽ có 3 con vít này. Thương hiệu vít mình sử dụng đây là thương hiệu vít BE2. Một thương hiệu hàng đầu của Đài Loan. Đấy, các bạn nhìn thấy đây. Ở bên kia cũng vậy, tất cả các điểm liên kết đều vậy. Đây, đây là trên cánh kèo này. Thì cấu tạo của một cái kèo các bạn biết rồi đấy, là gồm có một cái cánh kèo nhá. Hai cánh kèo này. Bụng kèo này. Đó, và các cái cây chống đứng. Chống đứng, chống chéo. Đấy. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy để ý này, đây là cái phần bê tông máy vát, chủ nhà đổ vát sang khoảng độ tầm 80 phân. Đó, thì trên này là có dầm, dầm bê tông và bê tông máy vát. Thì cái khoảng cách giữa cái đỉnh dầm bê tông và tường nó rơi vào tầm cũng khoảng độ 60 phân. Thế thì anh em thợ bên mình sẽ bố trí một cái kết cấu nó rất là chắc chắn, đó là đặt cái bụng kèo ngồi lên trên cái đầu dầm bê tông này, các bạn nhìn thấy không? Đó. Ngồi đầu dầm bê tông. Đấy, ngồi đầu dầm bê tông. Đấy thì cái nhịp ở đây từ đầu dầm bên này sang đầu dầm bên này nó sẽ rơi khoảng độ 4 mét thôi. Thì với cái tầm 4 mét như này thì hoàn toàn đảm bảo khả năng chịu lực. Thì tuy nhiên anh em thợ bên mình có bổ sung thêm một cái cột chống của cái kèo cấu chèo kèo chính này, à của cái cột chống chính này. Nó cao tầm đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, từ đây đến đây. Còn thêm để tăng cái khả năng chịu lực lên. Thực ra là cái này nó cũng thừa thôi, nhưng mà anh em sẽ lắp thêm để cho tăng khả năng chịu lực. Về phía liên kết giữa cái kèo và cái dầm bê tông thì anh em bạn nhìn thấy đây là sử dụng cái con tắc kê inox này. Inox này inox 374 10x8 nhá. Đó. Cái phần âm trong cái sần dầm bê tông nó dài khoảng 6 đến 7 phân, rất là chắc chắn. Và sẽ có bản mã chịu lực này, hình chữ L này. Và phía đầu kèo này có bắn vít liên kết này. Đó. Cả cái cây chống đứng này có bổ sung bản mã này, các bạn nhìn nhé. Đó. Mỗi cái kèo này sẽ có 3 điểm liên kết, 1 này, 2, 3. Đấy là mình giới thiệu về cái phần kèo. Đối với phần mè thì với cái nhịp trung bình là 1m1 như này thì anh em bắn mè trực tiếp thôi. Bạn có thể nhìn thấy đây. Cái mè này có tiết diện dạng omega, tức là tiết diện hở nhé, hở đều hai mặt. Và mạ đều hai mặt, đều mạ hợp kim nhôm kẽm. Cái tiết diện hở này sẽ giúp cho không khí lưu thông và độ ẩm lưu thông. Và việc mạ đều hai mặt nên là cái điều kiện vượt trội thép hộp thì nó sẽ không được mạ đều hai mặt như vậy đâu. Nó sẽ chỉ mạ kẽm ở phía bên ngoài thôi, bên trong khả năng mạ rất là thấp. Còn thép này thì sẽ mạ đều hai mặt luôn. Và với cái tiết diện omega thì cái con vít này nó sẽ nằm ở phía thấp như này, thì khi mình đập ngói lên, đặt viên ngói lên trên đây. Và đỉnh trên này thì con vít nó nằm ở thấp này, nó không bị kênh ngói này. Đó. Hiện tại thì mình đang đứng ở trên đỉnh lóc của một cái lóc máy phụ này. Các bạn nhìn thấy lóc chữ T chưa? Đây. Đây là lóc chính này, đây là lóc phụ này. Đấy, các bạn nhìn thấy là thanh lóc chị chủ nhà đã đặt cái thanh lóc bên kia rồi. À, được ngày thì cái gia chủ đã đặt lóc. Còn lóc phụ này thì gia chủ đặt tượng trưng thôi, đặt một lóc tượng trưng thôi, thế là được. Ý nghĩa để cho cái ngày quan trọng, cái mốc dấu mốc quan trọng trong việc thi công xây dựng nhà cửa ấy. Thế thì ở đây bạn nhìn thấy đây, đây là mình đang đứng ở giữa cái thanh mè nhá, mình sẽ đứng giữa thanh mè. Để nằm giữa hai thanh kèo này. Cái nhịp cái thanh mè này có một cái sự đàn hồi
tiết diện omega này có một sự đàn hồi. Đấy, khi mà chúng ta như thanh, ví dụ trường hợp mà nếu bạn mà sử dụng hệ thép hộp hàn ấy, thì mình khi mình ấn như này mà thanh mềm này cong ấy, thì nó sẽ cong luôn. Khi mình nhấc chân ra nó không có sự đàn hồi lại, nhưng mà ở đây bạn nhìn thấy nhé, mình nhấc chân ra này là nó sẽ là có sự đàn hồi trở lại này. Và nó sẽ trở về đúng trạng thái ban đầu của nó này, bạn thấy không? Mình đang là tầm 72 cân mà mình đứng giữa cái nhịp mè như này, thanh mè này rất là chắc chắn, không có sự cong võng gì cả. Đấy. Ở đây là cái con kê. Kê này để mục đích là để nâng cao, để đặt thanh nóc này. Đồng thời là khi mà mình nâng cao cái thanh nóc lên thì khi mình úp nguyên viên gói bò vào thì nó sẽ phẳng, nó sẽ đẹp hơn. Đây, mình vừa giới thiệu với các bạn, đây là thanh nóc này. Chủ nhà được ngày và đã đặt nóc rồi. Thì còn đây là thanh kê. Anh em chế thêm cái này để mục đích là để kê. Giữa cái hàng mè này là hàng mè, hàng ngói trên cùng nhé. Bạn nhìn thấy đây là hàng ngói này. Khi mình đập ngói mình sẽ lập dưới lên trên, và đây là hàng ngói trên cùng để bắn thanh mè. Hàng mè để bắn hàng ngói trên cùng này. Phần phía đây là đặt cái con kê này lên. Để mục đích là gì? Để đưa cao cái thanh mè lên, khi mình úp viên ngói bò vào đây thì cái đỉnh bò nó sẽ chạm vào cái đỉnh mè này. Thì đương nhiên là khi lập ngói thì cái đường bò nó sẽ thẳng. Đây là cái mẹo thi công của anh em thợ bên mình đang triển khai. Thì các bác có thể áp dụng được cái cách này thi công như này, úp bò vào đây. Đấy, cái vừa đúng khít luôn, đúng độ cao, đúng tầm luôn. Thì đường bò sẽ rất thẳng và đẹp. Như nãy mình vừa nói ấy, thì nhà này là nhà máy Thái. Thì bạn nhìn thấy đây là vỉ dồi mặt tiền này. Đó, thì gia chủ có đổ cái phần máy vát đua ra. Nó khoảng độ tầm 80 phân gì đấy. Đấy. Thế thì sau khi bên mình mà lắp dựng cái phần mè xong cái thì bác xây sẽ chêm chèn lại để khóa đầu cái phần dèm lại. Thì sau đó là bên mình sẽ bắn một cái thanh mè chạy dọc theo đường dìa này. Mục đích của thanh mè như này để rằng toàn bộ cái đầu mè này cho nó chắc chắn hơn. Tất nhiên là kết hợp với lại vữa chát thì cũng sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà ngoài ra có một mục đích rất quan trọng khác, đó là cái thanh mè bắn dọc này sẽ là dùng để bắn vít ngói dìa. Bắn vít ngói dìa nhé. Đây thì mình đang quay trong cái phần máy vát bê tông. Thì ở đây anh em sẽ bố trí một cái thanh cầu phong ở phía ngoài cùng này để đỡ cái đầu mè, các bạn nhìn thấy không? Liên kết bằng vít. Và cái thanh cầu phong này được liên kết với lại cái phần bê tông bằng con tắc kê và bản mã. Các bạn nhìn thấy này. Trung bình là cứ khoảng độ hơn 1 mét thì mình sẽ bố trí một con bản mã như này. Đấy, đây con thứ 3 này, con thứ 4, con thứ 5 ở dưới kia. Đấy. Thế là phía rìa ngoài này thì là các bác xây sẽ chêm chèn bằng vữa và chát phía ngoài, phào chỉ phía ngoài. Còn thanh mè này thì có tác dụng là vừa khóa cái mè cứng, cái đầu mè ở các cái hàng ngói mè lập ngói này, và sẽ lập úp ngói rìa và bắn vít vào cái thanh mè dài chạy dọc này. Đây là giàn hoa nhé. Cái máy này có một cái đặc thù khác so với các máy Thái này, nó là máy Thái nhưng mà cái phần vát nó lệch, nó sẽ ăn sâu xuống cái phần dưới tầng 1. Các bạn nhìn thấy này. Đấy, với cái cân này thì là với tổng diện tích dự kiến khoảng độ 160 m² thì anh em mình đã khoảng độ hơn một ngày đầu tiên, thì bọn mình sẽ tập kết vật tư vật liệu và anh em chuẩn bị cho ăn nghỉ thì mất một ngày đầu tiên. Cái ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi, tức là trừ đi là anh em bên thợ bên mình triển khai thi công có 3 ngày thôi. Với 3 ngày như này là tổng 180 m² và với 3 nhân công. Bên mình có 3 nhân công nhé. Đấy, để kia đây là bác đội trưởng và kiêm phụ trách kỹ thuật của bên mình à. Đấy, vì với 3 người mà làm trong vòng 3 ngày được 180 m² thì thực sự là tiến độ này rất là khá là ok. Thì các bạn thấy tại sao lại ok là như vậy? Bởi vì sao? Bởi cái vật liệu bên mình sử dụng ấy là thép liên kết bằng vít 100%. Đó. Và cái thép này nó rất là nhẹ. Thế nên là việc căn chỉnh các cái hệ thống khung kèo để cho nó phẳng. Các bạn nhìn đây, phẳng rất phẳng luôn, phẳng tuyệt đối luôn. Thì nó rất là nhanh. Vì nó nhẹ mà, nhẹ nên căn chỉnh nhanh, liên kết bằng vít lắp ráp. Căn chỉnh là nhanh này, nên là cái việc mà anh em hoàn thiện với tiến độ như này là điều đương nhiên. Đó. Đây là cái ưu điểm rất lớn đối với phần thi công máy ngói bằng hệ thép nhẹ, thi công nhanh, máy phẳng. Vừa rồi thì mình có quay chia sẻ về quá trình thi công hoàn thiện căn biệt thự 2 tầng tại xã Liên Nam, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn bấm like nhé. Và các bạn nếu có nhu cầu về thi công máy ngói, có một đội thi công máy ngói chuyên nghiệp ấy, thì các bạn có thể liên hệ số hotline của mình ở đây. Đó. Và các bạn có thể để lại số điện thoại, bộ phận chăm sóc khách hàng của mình sẽ liên hệ để mà tư vấn và đưa một giải pháp tốt nhất cho ngôi nhà của bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào.